Phan Quang Liêm và mời bạn trai Minh Bạch Hà Na. Dạ, sa tu lành thầy, kính cảm ơn xin trả rằng anh Nhật Huỳnh. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Khai Giá, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý anh đại chị em đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 344, kính cảm ơn xin trả việc trình. Xin trả đồng cho biết nghe rõ. Yo nibbana to vana thi mu to vana mu to vana me va tha va ti tang tu ga la me tha pa sa tha mu to ban tha na me va tha va ti yo nibbana to vana thi mu to Vana mutto vana meva tha vati tang pugala metta pasati mutto banthana meva tha vati yoni bana tho vana thi mutto vana mutto vana meva tha vati tang pukala me tha pa sa tha mutto banthana me va tha va ti. Lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, chạy theo ràng buộc. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Đã tìm vui chốn rừng già để mong thoát khỏi căn nhà thế gian, nhưng kìa chúng lại lộn quàng, mái xưa trở lại buộc ràng hơn xưa. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức và Nam Mô Phật Thầy. Dạ, con xin được xuống ít. Dạ, kính bài Sít Trai Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tâm đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chức giảng đông Minh Quách Thanh Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tâm Má Cha Rí, cô tu nữ Tịnh Hạnh. Dạ, biết cô có thể cầm mít được không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Quang Thanh cầm mít được không Quang Thanh? Alo, Quang Thanh có cầm mic được không? Hay vào đúng ủng hộ đạo tràng thôi. Dạ, xa thủ, dạ, xa thủ mời cô. Dạ, nó mới được ra giá, nó mới cầm ra giá, nó mới cầm ra giá. Dạ, xa thủ, 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 dù biết bán mất trừ quá mà nàng cái mất trừ quá nắm mất trừ quá nắm đề quá tài quá tí bằng mất cái lá đề thế quá xa thế mất trừ bằng thế nắm đề quá tài quá tí dù biết bán mất trừ quá nắm mất trừ quá nắm mất trừ quá nắm đề quá tài quá tí bằng mất cái lá đề thế quá xa thế cho bạn hoa mới qua ta qua đi lìa rừng lại hướng rừng bắt rừng chạy theo rừng nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng hoặc là chạy theo rừng được châu đã tìm cứu rừng già để mong thoát khỏi căn nhà thế gian nhưng vì chúng lại buồn phàn mãi xưa trở lại buộc ràng. Thank you.
Dạ, xà thủ kính cảm ơn cô Tịnh Hạnh. Dạ, Quang Thanh ơi, Quang Thanh bị đường nét đá ra ngoài. Quang Thanh, Quang Hỷ nha, đã hết giờ. Dạ, cảm ơn. Xin làm đồng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tịnh Hạnh Quỳnh Quá Thanh Á, xích Kim Nhung, xích An Nhiên, xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ đã đến giờ đạo tràng chúng ta học bài mới câu pháp cú kinh số 345. Và cảm ơn Minh Quách Na Ná cho bài học, cảm ơn Châu Phan. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi chúng ta được thầy Đức Pháp Tính giảng dạy bài học ngày hôm nay, và cô tu nữ Tính Hạnh ơi, cô có thể coi lại âm thanh của mình, và cô có thể coi lại âm thanh của mình, Nhật Quỳnh và đạo tràng nghe rất là nhỏ thưa cô. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Hà Giác, Nam mô Thầm Ma Giác, Nam mô Sân Kha Giác. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi va răng a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chấp kha cha ti ca đề se tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rìm vi na yánh cha ca yăng sua tan cha băng thăng a phi tham ma châm măng a cô ta danh tô ta tu sánh cha đăng đăng ba bơ tha nay dê bà ri sa dạ mắt chê chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng a trổ hoa lành rai tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui tham thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng ở đạo dạy đời nhắm vương lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 345. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có ổn định chưa sư? Sư gia xa thủ lành thai. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ. Dạ, sa thú. Xin cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Hôm nay là ngày tụng kinh ở bên chùa Phước Sơn, ở bên thiền viện Phước Sơn, và Đại Đức Pháp Tính không có vào trong này để mà giảng từ vựng được. Thành ra là sư Pháp Tính đã nhờ sư. Sư thì cũng vừa xong cái buổi lễ trùng tụng Tam Tạng Kinh ở bên chùa Vũ Long vừa xong, và vì có công việc đó. À, dạ, sư Pháp Danh Huệ Tiến. cô Nhật Quỳnh quên tiếng sư luôn. Có được Thượng Tọa Tùy Quyền rồi. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tùy Quyền. Và bây giờ chúng ta sẽ, và sư đã nhận lời để mà điền khuyết cho Đại Đức Pháp Tính, vì Đại Đức Pháp Tính hiện tại bây giờ đang ở bên Thiền viện Phước Sơn để giảng pháp tối hôm nay, cho nên sư được điền khuyết cho Đại Đức Pháp Tính cái bài học, cái phần từ vựng của ngày hôm nay, và sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tùy Quyền sẽ thuyết giảng cho chư Phật tử chúng ta nghe bài pháp hôm nay liên quan đến câu Kệ Ngôn Pháp Cú 345. Và hình như là hôm nay không biết là mỗi lần mà chúng ta học từ vựng đó, thì có quý vị nào ở trong room chúng ta hoan hỷ post bài lên hay không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu mình vào trong cái từ vựng của câu Pháp Cú số 345. Như vậy thì để sư đọc qua cái câu Kệ Ngôn Pháp Cú này. Na tăng đa la hăng ban tha na ma hu thi ra ya da ya sang da ru chang pa pa chang cha sa rat ta rat ta mani kundale su putte su da re su cha ya apekha. Ở đây cái chữ ná đó, chữ ná là bất biến từ, là không. Ná là bất biến từ, là không. Cái tiếp theo cái chữ tăng là đại từ, trung tánh, chủ cách số ít của cái chữ tá. Tăng từ cái chữ tá mà ra là cái người ấy. Thì ở đây là cái chữ này thì chúng ta hiểu rằng là cái người mà được nói đến ở trong đây đó, tăng tá là người ấy trong cái bài kinh này. Thì một chút nữa thì chúng ta sẽ biết cái người ấy là ai. Người ấy thì là nhiều khi là cái người trí, nhiều khi là cái người thiểu trí, hoặc là bậc thánh, vân vân. Thì chữ tăng là từ cái chữ tá, đại từ. Tiếp theo chúng ta có cái từ đa la hăng. Đa la hăng là tính từ, trung tánh, chủ cách số ít. Từ cái chữ đa la hát
Da, da là hát, có cái dấu nặng ở dưới chữ L. Da là hát, là chắc chắn, là bền vững. Da là hát, là chắc chắn, là bền vững. Da là hát, là chắc chắn, là bền vững. Tiếp theo chúng ta có cái chữ A hú. À không, có cái chữ ban thanh năng, ban thanh á, ban thanh á ma hút thì ra. Cái chữ ban thá năng đó thưa quý vị, là cái chữ ban thanh á này đó, nó được nó là một cái nhóm từ, từ cái chữ ban thanh á ghép với lại cái chữ mà a hút. Như vậy thì chữ ban thá ná, từ cái căn ban nè, nó có cái chữ DH ở ngoài sau đó, căn BAN, và chữ chữ D và chữ H là căn PAN, cộng với lại cái chữ ANAT, căn PAN cộng với cái chữ ANAT, đó là cái danh từ trung tính số ít. Và ở đây được dịch là sự giam cầm hay là sự trói buộc. Cái chữ này á, là nó từ ở bên cái câu pháp cú số 344, chúng ta cũng đã có cái chữ này. Banthanang, ban cộng với anat, banthanang là cái sự giam cầm hay là cái sự trói buộc. Sự giam cầm hay là trói buộc. Banthanang. Không biết cô Nhật Quỳnh có theo kịp không ạ? Chữ banthanang. Ban thá năng là sự giam cầm, và đúng rồi, ban thá năng. Nhưng mà cái chữ quý vị nhớ là nó có cái căn, nó có cái dấu căn nha, cái dấu căn của cái chữ ban, dấu căn của chữ ban có cái chữ DH ở ngoài sau đó. Vì cái máy này của Đại Đức Pháp Tính đó, thành ra là không có ở đây cái chữ ban này nè. Và cái căn ban đó, ở đây mà quý vị nào mà gõ được cái dấu căn đó, cái dấu căn của trong toán học đó, nó có cái dấu căn là căn ban đó đó, cộng với cái chữ aná, căn ban cộng với chữ aná thì nó sẽ bằng là chữ ban tha năng, ban tha năng. Căn ban cộng với anát thành chữ ban thánh năng, tức là cái sự giam cầm, cái sự trói buộc. Tiếp theo thì chúng ta có cái chữ đa thi ban thánh năng, ban thánh á, a hú. Tiếp theo với chữ a hú, a hú từ cái căn là A, từ căn A, căn AH, chữ A hút. Từ căn AH, nó là động từ, nó là quá khứ, hiện tại, số nhiều,
ta là cái chữ a hú này được dịch là đã nói rằng hay là đã nói lên. Cái người trí mà đã nói lên cái điều gì đây? Chữ thi ra, chữ thi ra đó quý vị. Chữ thi ra, thi ra được dịch là các bậc trí. Chữ thi ra là các bậc trí. Từ cái chữ thi ra là bậc trí, mà do vị chi cách là o a đó, o a an e na e hi e phi a ya as a năng e am ha asma a, thành ra là do vậy hồi đó mà học mà Bali á, thì thường á là đọc như vậy đó, để cho mình nhớ những cái cách, ví dụ như là chủ cách, rồi đối cách, rồi chỉ định cách, rồi xuất xứ cách, sở thuộc cách và định sở cách, hay là hô cách, có những cách chia như vậy. Bali thì cái cách chia nó rất nhiều, văn phạm cũng rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta có cái từ giác, giác, giác nè là từ cái chữ văn và cái chữ giác, là cái này, cái này, giác, và giá đa đó là từ cái chữ giác, giác, giác từ đại từ quan hệ, trung tánh, số ít, văn hay là giác. Yeah. Đây cái chữ văn hay là cái chữ giác, dạ, yeah. Đó cái chữ giác đó, đó là từ cái chữ văn. Cái chữ văn có dấu nặng nha quý vị, có dấu nặng ở dưới á. Văn hay là giá, đại từ, trung tánh, đại từ quan hệ, chỉ cho cái này, cái này. Rồi tới cái chữ a giá xăng, a giá xăng, a giá xăng này là nó là tính từ, nó là thí dụ như chúng ta nói là cái bàn này nó bằng gỗ, hay là cái bát này nó bằng đất, hay là cái bát này nó bằng sắt, thì cái bằng chất liệu gì đó, thì ở đây cái chữ a giá xăng là nó là thuộc bằng sắt, nó là bằng sắt. A giá xăng, a giá xăng, a giá xăng, và bằng sắt. Tiếp theo chúng ta có cái chữ là đa rú chăn. Đa rú chăn là bằng gỗ, đa rú chăn là bằng gỗ, đa rú nó là gỗ, đa rú chăn là bằng gỗ. Rồi chúng ta có cái tính từ nữa là cái chữ bắp bát chăng, bắp bát chăng, bắp bát chăng, bắp bát chăng là bằng dây gai, bắp bát chăng là bằng dây gai, bắp bát chăng là bằng dây gai. Ngày xưa ở Ấn Độ đó là người ta sử dụng rất là nhiều, có những cái sợi dây người ta đi vào trong rừng, người ta có thể cột những cái bó củi, thì người ta lấy những cái dây gai á, những cái dây gai để người ta cột, người ta tuốt nó ra để người ta cột nó, người bằng gỗ hay là bằng sắt vân vân. Thì ở đây cái chữ cái câu này đó là nát tăng đa là hăng ban thát nát ma hú
Hira Yada Yasang Da Ru Chang Papat Chan Papat Chan Chá. Cái chữ chá đó là liên từ và hen. Cái chữ chá là liên từ và chá. Dạ, chá là và. Để nó nói cho cái câu tiếp theo đó, cho nên là chúng ta có thể là từ cái đọc là Na tăng đa là hăng banh thác na ma hú thi ra và đa và xăng đa rút chăng bắp bách chanh. À. Ở đây cái câu mà này đó thì chúng ta hiểu đại khái có nghĩa là một người hay là tăng hồi nãy đó, chúng ta người ấy ở đây chúng ta hiểu là bậc trí tuệ, một cái người có trí, thì cái người đó sẽ nói rằng cái người đó nói như thế này: những cái sự trói buộc á, những cái sự trói buộc là như là trói buộc bằng sắt a da xăng, bằng gỗ đa rú chăng, hay là bằng dây gai bắp chăng, là không ná, là không ná đan là hăng, không có bền chắc, không có bền chắc đâu, cái gì nó cũng bị hư hoại thôi, không có bền chắc. Nhưng mà cái câu ở dưới đó thì sẽ hiểu rõ được cái câu ở trên. Cái câu ở trên là cái câu nói về cái tính chất của cái vật chất, còn câu dưới nói về cái tính chất của cái tinh thần. Sararatta mani kundali su butte su dare su cha ya apekha. Sararatta là ràng buộc dính mắc hay là tham đắm. Sararatta, 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 sararatta là bị dính mắc. Sararatta là bị dính mắc, và tiếp cái chữ rắt rắt tá nữa, sa rắt tá rắt tá, sa rắt tá rắt tá, sa rắt tá rắt tá, là bị ái luyến, sẽ bị dính mắc, ái luyến dính mắc. Tiếp theo chúng ta có được cái chữ mani. Mani là cái viên ngọc đó, mani chu tiraso yatha, như ngọc mani chói sáng. Chữ mani là cái viên ngọc. Kundala là vòng tay và son phấn. Mani kunda, kundala, mani kundala là ngọc mani, rồi cái vòng hoa, cái vòng tay là son phấn, cái vòng tay son phấn. Dạ. Kundala. Dạ. Cái chữ kundala. Dạ phải rồi, kundala. Rồi, cái chữ Buddha là đứa con trai. Đã. Mà ở đây người ta chia theo định sở cách đó, là trên, trong, tại, ở. Buddha su e su à. E am hi asmin e su butte su, trên những người con hay là trong những người con, tại bởi người con, vân vân. Thì ở đây mình hiểu là butte su này là ở trong những người con đó. Tiếng Việt của chúng ta đó thì chúng ta có cái từ để mà chúng ta gọi cho cái cách như thế này là trên, trong, tại, ở. Ở những người con, trên những người con, trong những người con, tại những người con. Thì tiếng Bali chỉ có bút tê xú thôi. Lấy cái chữ ê xú ở đằng sau đó để mà ghép vào trong cái chữ bút tát, thành cái chữ bút tê xú.
Và chúng ta có cái chữ đa rê xú, đa rê xú cũng vậy, cũng là định sở cách từ cái chữ đá rá. Đá rá là trong những người, hồi nãy mình ở đây mình để là trong người con, nghĩ dưới mình để là trong những người vợ đi, trong những người vợ. Đa rê xú, trong những người vợ. Trong những người vợ, dạ. Tiếp theo chúng ta có cái chữ chá là và ha. Hồi nãy chúng ta có rồi, chá là và. Tới cái chữ gia, tới cái chữ gia này á, cũng là đại từ quan hệ, từ cái chữ giá là người này. Hồi nãy chúng ta đã có rồi đó, giá là người này. Và tiếp theo có chữ abekha. Quý vị thấy cái chữ Pali á, nó chỉ cần sai một chữ thôi thì nó sẽ khác nghĩa. Chúng ta có nhớ cái chữ ubekha, ubekha trong 10 pháp ba la mật đó, là ubekha là xả, ubekha parami là xả ba la mật. Mà ở đây nếu mà cái chữ abekha thì là cái sự mong muốn, cái sự dính mắc. Cái sự mong muốn và cái sự dính mắc, mà chỉ cần thay cái chữ ú thôi, upekha là cái sự xả bỏ, cái sự xả ly. Cho nên chúng ta học cái từ này, chúng ta sẽ liên tưởng đến cái từ kia và chúng ta sẽ nhớ upekha. Upekha là cái sự mong muốn, cái sự dính mắc. Dạ. Rồi, thì ở đây cái câu này á, là cái sự mong muốn abekha nè, cái sự dính mắc nè, cái sự dính mắc đối với những cái người vợ hay là những cái người con đó. Cái sự dính mắc hay là cái sự mong muốn vào trong những cái người vợ và những người con, nó sẽ ràng buộc, nó sẽ ràng buộc. Mình hiểu một cách nôm na là mình bị dính mắc, mình bị ràng buộc bởi cái sự mong muốn vợ hay là mong muốn con, vân vân, hoặc là mong muốn tài sản. Ở đây cái tài sản là cái như ngọc money đó, money. Sự mong muốn, sự dính mắc với những người con sẽ bị ràng buộc. Đúng rồi đó, quý vị thấy mà mình có con cái, mình lo cho con cái, mình có tài sản, mình lo cất giữ tài sản thì nó cũng là cái sự ràng buộc. Dạ, yeah. Thì đại khái ý nghĩa là như vậy. Và kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, yeah. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Từ Quyền. Con xin xuống mic. Con kính cung thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ ban bố cho đạo tràng chư Phật tử thời pháp ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Và cảm ơn Đại Đức Quỳ Tiến. Đại Đức Quỳ Tiến chứ không phải là Quỳ Trí. Quỳ Tiến hả? Dạ, dạ. Thưa quý vị được nghe rõ. Dạ. Yeah. Xin kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh để Đức Cơ Quy Tiến cùng một chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ Đức Tam Bảo hàng dương hộ đấng chư Tăng Đức Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 235. Thì câu pháp cú này ở trong phẩm phẩm ái Tanh Ha Quốc Cát. Thì nó phẩm ái thì chúng ta biết nó là nói về cái tham ái rồi.
Và ở đây cũng muốn nói về tất cả những ví dụ mà chúng ta đọc qua cái câu kinh thì được điều nước Đức Phật Ngài ví dụ xuyên qua nói đến ái á, thì là sự kháng khích với cảnh, sự thụ hưởng với cảnh, sự thỏa thích với cảnh. Thì xem ra đó thì chúng ta thấy tuy là như vậy nhưng điều của nó rất là vững chắc, và đó cũng chính là cái ái này nó tạo cho chúng ta từ luân hồi vô thủy cho tới hôm nay, chứ không có đơn giản. Ở trong câu kinh số 345 hôm nay chúng ta học thì chúng ta thấy khi tìm ra thấy là như vậy, chỉ nói rằng là sắc cây gai trói buộc người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức tham vọng vợ và con, thì đó mới là ghê gớm á. Còn cái phổ thơ của thượng nguyện đức bậc trí đa dạng như vậy, dù gai hay sắt làm dây chẳng bền, nhưng lòng bám phiếu bạc tiền vợ con tài sản cố kiên hơn nhiều. Thì ở đây chúng ta thấy cái câu Phật cú này nó dạy rằng bậc trí nói á, những cái sự dây trói buộc bằng sắt, bằng gỗ, bằng gai, bằng dây, những cái điều đó nó không có chắc chắn, nó không có bền vững cho bằng cái sự ước mong, cái sự trói chặt của chúng ta bằng ngọc ngà châu báu tiền bạc hay là những người con, những người vợ. Đó là ràng buộc chính mắt nó mạnh mẽ hơn. Thì chúng ta thấy ở trong câu Phật cú, những câu Phật cú trước cũng vậy, thì cũng đều là nói đến một cái sự trói buộc của cái gì, của cái tham ái thôi. Thì đây là một cái ẩn dụ, một cái hình ảnh quá, mà ở đó cái sợi dây này, cái sợi dây tham ái này là sợi dây tham ái vô hình. Những sợi dây mà nó hữu hình như là chúng ta có những cái sợi thép rồi chúng ta gọi là lậu tối đó, rồi mà ở đây cũng như hồi xưa thì bây giờ sử dụng cái từ tức là như bằng sắt vậy đó, tức là như cái lậu tối vậy đó. Cái lậu tối mà chúng ta cột và chúng ta thấy nó vững, nó chắc, hay là làm bằng dây, bằng các cái dây mà nó bệnh lại, hay là bằng gỗ vân vân, thì tất cả những cái điều đó chúng ta coi nó là kiên cố, hay là có thể nói là cái cọng số 8 đó. cái cọng mà chúng ta thấy bây giờ các cái nhân viên cảnh sát ta bắt những cái tội phạm người ta cột trói lên như vậy, thì đó là một cái hình đái, một cái hình ảnh rõ ràng mà chúng ta thấy nó rất là vững chắc, nó rất là kiên cố. Nhưng nó cũng không kiên cố, nó không vững chắc bằng chính là cái lòng tham ái của tất cả chúng ta. Bởi vì sao vậy, kính thưa quý vị? Tại sao gọi là tam giới nó là quả trạch, tam giới nó là khủng khiếp? Bởi vì chính tam giới này nó trụ cột trói chúng sinh, bao trùm tất cả. Hãy này bà ta cha ra nước trong bốn biển, nhưng mà đơn những giọt nước mắt sầu thương, đau khổ tủi hờn mà con đã nhỏ xuống cho công cuộc những đau khổ của sự sanh ly, của sự tử biệt. Thì nói chung tất cả những niềm đau nỗi khổ, những cái sự vui buồn, những cái sự được mất thua, xa người chúng ta thương, xa vật chúng ta yêu quý, thì đó là một cái trầm luân mà cho tất cả. Và một cái hiển nhiên, một cái sâu xa nữa, khi chúng ta được sự thật hôm nay chúng ta được làm kiếp người ở cõi cõi vui, thì chúng ta đã từng qua nhiều cõi khổ rồi, phải qua nhiều cõi khổ từ địa ngục, bạc sanh, A-tu-la, ngạ quỷ, ở trong tam giới tất cả chúng ta đã đi qua hết. Từ cái tam giới đó, ngoại trừ các cõi thánh thôi, các cái tầng sắc giới của năm cõi tịnh cư thôi. Năm cõi tịnh cư đó là các vị chứng đắc thiền, tam quả tứ thiền, sinh về cái cõi đó và từ chỗ đó nhập diệt tại đó luôn. Mà chúng ta gọi là cõi tịnh cư, hay là từ chỗ đó mà sản sinh ra là cái cõi mà cái cõi coi như là Tây Phương đó, là cực lạc đó. Chúng ta nhớ nha, cái chỗ mà cái cõi mà Quan Âm Thiên hoặc là Tịnh Cư Thiên, tức là
vô lượng quang thiên, vân vân vân, tất cả những cái gọi là năm cõi tình cư. Nếu chúng ta học viên pháp về người cõi thì chúng ta sẽ hiểu được, biết được chỗ này. Cái người ở cõi đó thì có năm cõi, năm cõi của năm cõi tình cư. Trong 16 cõi, ở trong đó có năm cõi tình cư. Thì kính thưa quý vị, còn một mặt khác đó, thì ngoài ra năm cõi tình cư đó, tất cả chúng ta đã đi ra đi vào trong tam giới này rất nhiều lần. Phải nhớ như vậy. Từ chúng ta cũng từng là những vị trời phạm thiên, cũng từng là những vị trời, và chúng ta cũng từng là con, những cái con vật này con vật kia, nó nhỏ nó thô nó tế vân vân, thì rất là nhiều lần trong công cuộc tự sinh. Bởi vì cái người trí á, họ vượt qua một cái sự dây trói buộc, nó không phải là một chuyện bình thường, một chuyện đơn giản đâu. Thì cái duyên sự á, đọc là duyên sự cho chúng ta thấy, nó mới là một cái một vấn đề mà để cho tất cả chúng ta mới thấy, không phải là một chuyện mà nghe cái là chúng ta nghĩ nó là đơn giản đâu. Thì cái câu chuyện này khi Đức Phật ngày ngủ tại Kỳ Viên, liên quan đến đến cái ngôi nhà tù, thì một hôm các cái tội phạm bị dẫn đến cái nhà tù, mà trước khi dẫn đến trước đến vua Ba Tư Mặt, Ba Tư Mặt á, thì là những những cái tên cướp này, thì những tên cướp coi như là cướp và giết người, thì vua mới ra lệnh dùng các cái gông cường, những cái dây thần, những cái sợi dây thích trói buộc họ lại. Thì kính thưa quý vị, lúc đó có ba cái vị tỳ kheo mới trên đường mà đi đến để diện kiến Đức Phật á, mà đi ngang mới thấy ba người đã bị trói một cách khổ sở. Thì trên đường các vị đi tới đó, các vị đi ngang và đi khất thực đó mới thấy. Thì sau khi đó các vị gặp Phật, mới diện kiến Phật, mới bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con đi khất thực, chúng con thấy những cái tội nhân đó ở coi như là được đưa vào nhà tù á, họ bị trói bằng những cái gông cùm, những cái dây thừng, dây xích, vô cùng đau khổ. Họ chẳng mở nổi một cái gông cùm nào cả để trốn đi, để thoát được. Thì Bạch Thế Tôn, có thứ gì mà trói buộc nó bền chắc hơn nữa không? Thì Đức Phật đáp: Này các tỳ kheo, những thứ đó đó đâu có lấy gì làm bền chắc. Hãy xem sự trói buộc của sự si mê, của gông xiềng xích mà có tên là tham ái, sự ràng rịch của lòng tham luyến, của cải, lúa thóc, vợ con. Dây trói buộc này còn bền chắc gấp trăm, gấp ngàn lần. Nói cho đúng thì gấp nghìn lần. Mà các ông thấy, dầu cho nó có như thế, nhưng nếu như là một người trí mà cố gắng thì vẫn có thể xóa bỏ được. Ta kể là chuyện xưa cho các ngươi nghe. Thì Đức Phật kể là một cái tiền tích của chính Ngài. Thì câu chuyện quá khứ, thời xưa, tức là thời xưa đó, khi vua Brahmadatta ở xứ Ba La Nại, khi đó Bồ Tát đó, tức là Đức Phật tiền thân đó, sinh là một người con trai ở trong một gia đình nhà nghèo khổ. Đến khi trưởng thành thì cha mẹ, thì người cha chết, phải đi làm thuê làm mướn để nuôi mẹ. Thì bà mẹ mới chọn cưới cho chàng một cô gái, con của nhà tử tế. Thì mặc cho những lời phản đối của chàng, nhưng sau thời gian mẹ qua đời thì chàng và vợ đã có mang thai một đứa con đầu lòng. Thì biết vợ đang mang thai thì chàng mới bảo: Thôi bây giờ anh không có muốn có lấy vợ đâu, nhưng coi như là mẹ ép anh, bây giờ anh lấy em thì thôi, bây giờ anh đã lấy rồi, thôi bây giờ mẹ chết, giờ anh xin đi tu. Thì vợ chàng đáp: Thôi em đang có mang, thì xin đợi đến ngày sau khi em sinh nở xong để cho chàng thấy mặt rồi đi tu cũng không muộn đâu. Thôi được, cũng được. Thì người chồng mới chấp nhận. Thì sau khi sinh xong, chàng từ giả vợ, thì người vợ mới nói rằng
Thì là anh, em đã sinh xong nhưng điều con nó chưa có dứt sữa được, chàng hãy chờ đi, chờ cho nó dứt sữa để hãy đi. Thì trong thời gian mà chờ nó dứt sữa đó, thì cô ta mới mang một cái đứa con thứ hai nữa. Thì chàng mới tự nghĩ, nếu như trường hợp mà mang một, coi như là đã mang một con đứa con thứ hai, thì cái điều này nữa là nó trói buộc nữa. Thì lúc đó chàng ta mới suy nghĩ rằng, nếu ta làm theo lời của nàng thì chẳng bao giờ đi được, ta sẽ bỏ trốn, ta sẽ đi xuất gia, mà ta không muốn báo cho nàng biết. Mà thấy là nói một không có nói, cũng không nói về cái dự định. Thì giữa đêm đó, nàng bắt đầu, chàng bắt đầu trốn đi, thì gặp lính canh gác nó bắt lại, thì thuyết phục bắt đầu cho thả ra. Thì bắt đầu, kính thưa quý vị, chàng lên đường đi thẳng vào núi Mã Lập Sơn ẩn tu. Sau thời gian đắc thần tông mình chứng đắc được các cái tầng quả cao hơn, thì tại nơi đó chàng mới thầm nghĩ, ta đã ứng được những cái sợi dây tối buộc thật bền chắc bằng sợi dây tham dục, sợi dây của luyến ái vợ con. Rồi ngài mới đọc lên cái bài kệ đó, đọc lên cái bài kệ này, kể xong câu chuyện quá khứ đó, Đức Phật ngài, ngài mới nói lên cái bài kệ mà thời xưa chính mà ngài cũng đang nghĩ như vậy. Sắc cây gai nó tối buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ bà con. Thì cái câu thứ hai nó cũng vậy nữa, nó cũng giống như vậy đó. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, thì kéo đúng xuống bùn và sự thật khó thoát, người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe câu pháp cú này, thì chúng ta mới nhớ lại, chúng ta nhớ lúc mà Bồ Tát mà trốn cửa thành đi tu á, thì lúc đó đó chúng ta nhớ khi mà đi vào để từ biệt coi như Gia Du Đà La lần sau cùng đó, thì đi vô, thì lúc đó gặp cái gì quý vị nhớ không? Gặp Rahula. Hay Rahula sanh ra thì nó được đặt tên là Rahula, thì đó chính là sợi dây Rahula, tức là một cái sợi dây cột, một sợi dây trói buộc. Rahula là cái sợi dây, mà sợi dây tức là một, thế là dưỡng một sợi dây nữa rồi. Thì chỉ có cái tinh thần, cái sự suy nghĩ của một người trí là mới hiểu được như vậy. Thì cũng như thế đó, chính tất cả chúng ta thấy cái chuyện mà vợ chồng con cái cháu chắc, thì nó là một sợi dây mà nó siết, nó cột chúng ta coi như là từ quá khứ cho tới ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta thương vợ, thương con, tới thương cháu, và chúng ta không có biết thương mình đến khi mình chết. Có một số người, bây giờ quý vị thử nghiệm lại coi, nó cũng có một điều lạ. Nhiều khi người ta nghĩ rằng là bây giờ mình phải có gia đình, mình phải có sự nghiệp, phải có gia đình, phải có con, có cháu, để về sau mình già bệnh nó còn lo cho mình. Chứ sự thiệt ra nó có lo không quý vị? Ngày xưa, xa xưa một chút xíu, thì nó còn có một cái sợi dây gì đó mới gọi là quan hệ lo lắng. Và ngày hôm nay thì cũng có những người lo, những điều phải nói rằng là ở Việt Nam này nó chưa như ở nước ngoài, nhưng cũng là một những tình huống đã bỏ bê. Và như ở nước ngoài, tức là đưa vào trại dưỡng lão ấy. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là của mình đâu, mà nó lo cho mình, con mình, tài sản của mình. Chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta tự đau khổ rồi. Mà chính cái câu kinh Pháp Cú cũng đã dạy, con ta, tài sản ta, người ngu nghĩ quấy, thân mình còn không có, con đâu, tài sản đâu. Nhưng đó là cái giá trị của người trí, người ta suy nghĩ. Còn cái người mà không có trí tuệ á, thì kính thưa quý vị, người ta suy nghĩ một cách khác hơn. Tức người ta làm lụng, bây giờ để lại cho ai? Để lại cho con cháu thôi. Gìn giữ tài sản để lại cho con, cho cháu,
hay hoặc yêu thương vợ, yêu thương con cháu, yêu thương tài sản của mình. Thì tài sản của hồi xưa tức là ngọc ngà châu báu tiền bạc, ngày hôm nay tức là nó cái ngọc ngà châu báu tiền bạc đó nó xuyên qua, tức là cái người mà có nhiều cái mà gọi là đất đai bất động sản nhiều, thì người đó giàu có, nắm được nhiều cái nguồn bất động sản, tức là nhiều đất đai thì người đó sẽ có của, sẽ có giàu có, vân vân. Thì ở đây kính thưa quý vị, dẫu cho là có tiền bạc hay là tài sản gì, nó có lớn lao như thế nào, tại sao mà nó là không bằng cái sợi dây của con của cháu? Bởi vì chúng ta biết khi chúng ta thiên thương người đó, khi chúng ta thương con, thương vợ, thương chồng, thì chúng ta đánh đổi tất cả để được người đó. Thí dụ như vợ bệnh, chồng bệnh, con bệnh, thì chúng ta sẵn sàng che chở, sẵn sàng cho ra tất cả, bởi vì nó không có quý bằng bằng cái tình thương này, bằng cái ái này, bằng cái hiện hữu này. Và cũng như thế, ở trong cuộc đời cũng vậy, thì người ta coi rằng cái chuyện tài sản của kiếp con người, ngoài ra cái chuyện mà chúng ta có tiền của rồi, chúng ta phải có vợ có chồng, chúng ta phải con cháu, thì như thế thì nó mới là một con người của kiếp sống người. Nhưng sự thật ra nghĩ như vậy chỉ là xuôi theo cái đời thôi, chứ sự thật ra không có bị ái luyến, không có bị trói buộc, là chúng ta đỡ đau khổ. Mà chính cái ngày hôm nay ở các nước phương Tây, mà nhất là đặc biệt ở Nhật á, bây giờ ở Nhật á, chúng tôi đọc báo chúng thấy những người Nhật á, họ sợ cái cuộc những cuộc hôn nhân lắm, họ thích sống độc lập, họ thích thích tự do, chứ họ không thích coi như là bị ràng buộc bởi những người chồng. Họ thích sống một cuộc sống riêng tư, một cuộc sống riêng tư đó nó được tự do thoải mái trên cái tâm tư của mình, và trên cái thời gian của mình, và trên cái sinh hoạt của mình. Thì kính thưa quý vị, tuy là vậy, nhưng điều mà có thể nói rằng trong cái họ không bị vướng cái này, cũng bị vướng cái kia, không bị vướng vấp bởi vì cái chuyện vợ con, thì cũng bị vướng vấp bởi cái chuyện tài sản, và ngay cả họ vướng vấp cho cái xác thân của mình, cho cái ái luyến của mình, nó lớn lắm rồi. Không có cái lửa nào bằng cái lửa tham ái, không có cái lỗi nào bằng cái lỗi của sân hận, không có khổ nào bằng khổ quẩn. Chữ niết bàn là sự tịch tịnh. Thì chúng ta thấy cũng có phước cú đó, nói đến cái gì, nói cái lửa của tham ái, nói cái lỗi, cái sân nóng nó giận dữ lắm. Và kính thưa quý vị, nếu như chúng ta hiểu biết được cái tham ái nó là một sợi dây, nó êm đềm, nó nhẹ nhàng, nhưng nó vô hình, nó khó có diệt trừ được. Bởi cho nên chúng ta thấy tam quả, khi mà đắc tới tứ đạo thì mới diệt trừ được tham. Chỉ tam quả là giảm nhẹ rồi, nhưng điều mà vẫn còn cuối cùng thì chúng ta thấy nó còn tám quả là diệt trừ được sân thôi. Tứ đà hàm, tứ đà quần, tứ đà hàm đã giảm nhẹ sân rồi, và a na hàm là diệt trừ sân. Thì cái sân coi nó ầm ầm đùng đùng như vậy, nó thô thiển như vậy, nó phá hủy đối tượng, nó nóng bừng bừng vừa phừng như vậy, nhưng cái sân đó nó dễ diệt. Còn cái tham ái á, nó nhẹ nhàng mà nó là một sợi dây vô hình, đó là sợi dây vô hình của chấp ngã. Sợi dây vô hình của chấp ngã là một chấp tiền của tài sản vật chất, mà ở đây cái chấp ngã này, chấp ta nó lại càng lớn lao, nó càng ghê gớm nữa. Chứ ngoài ra cái chuyện mà vợ chồng con cái thì nó không là vấn đề rồi, còn chấp hữu chấp ngã, cái thứ gì đây nó ghê lắm, kịp lắm. Mà nếu chúng ta sống, chúng ta tu, chúng ta biết được như thế, thì chúng ta mới thấy là cái sự nguy hiểm chừng nào đối với cái công cụ của chính mình.
Bởi vì á, tự nhiên chúng ta nhớ, thí dụ bây giờ người ta nói cái danh dự, chúng ta nói đến cái, đến cái chuyện vợ chồng con cái, đó là một cái chấp ngã rồi, bám biếu. Nó bám biếu ở đây là bám biếu về cái gì? Cái sợi dây coi hay là cái tham ái á, cái tham ái á, thì nó ghê lắm. Cái chữ tanh ha này, cái ái này nó ghê gớm lắm, nó rộng lắm, chứ không phải chỉ tham sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Một cách đơn giản của cuộc đời, những cái gì mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng, nhưng ở một cấp độ khác nữa, chính là cái chấp ngã. Mà gần gần nhất á, khi chúng ta thấy chúng ta bị xúc phạm, chúng ta bị tự ái, khi người ta xem thường mình, khi người không tôn trọng mình, khi người ta chê mình, khi người ta hại mình, vân vân, mình cảm thấy mình bị xúc phạm, mình cảm thấy mình bị như thế, thì cái trạng thái đó đó, cái đó mới là khủng khiếp, cái đó mới là ghê gớm. Thì chính Phật thì mình dạy cái đó, nó là ghê lắm. Rồi chúng ta chắc chúng ta sanh về cõi này và chúng ta như thế này, chúng ta như thế kia, xưa kia chúng ta là như thế nào và bây giờ chúng ta như thế đó, thì đây, 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 thì những cái nó nhiều lắm quý vị. À, chấp về ta như thế này trong hiện tại và ta như thế đó, ở thời quá khứ và trong tương lai chúng ta ra sao, thì nó đều là một chấp ngã, nó liên tục miên vị. Cho nên một người tu tập á, tức là biết cái gì, phải biết kiểm soát, phải biết dừng lại, phải biết gỡ, phải biết cột, gỡ ra từng cái. Mà có thể nói rằng ở đây chính câu chuyện thở xưa mà Đức Phật, mà Đức Bồ Tát ngài bỏ vợ ngài lại, bởi vì chúng ta thấy trước nhất là bây giờ đó, ví dụ bây giờ con sinh ra, chờ con sinh ra đi, chờ con sinh ra để chờ con hết khá hết sữa, không có ai tiếp, không ai giúp, rồi bây giờ mang đứa con thứ hai, đứa con thứ ba, đứa con thứ tư. Mà chính cái điều đó, một người có một đại hùng đại tâm đại lực, chúng ta đừng nghĩ rằng tự nhiên mình là chồng tự nhiên bỏ vợ lại, tự nhiên sao thấy nó khủng khiếp quá, thì thấy nó tàn nhẫn quá, nhưng điều sự thật không phải là vậy. Những lúc mà đi được như vậy thì ở đó cũng phải có những người như thời xưa mà Bồ Tát bỏ cho Du Đà La, thì người ta nói rằng tại sao nếu là trách nhiệm của người chồng mà bỏ vợ bỏ con như vậy thì ông trách nhiệm nó cũng không tròn. Sự thật ra mà nói thì có những cái chuyện mà người ta đầy đủ tiền của vật chất kia, người ta bỏ, thì khi mà không có chồng thì cũng có những người quyến thuộc xung quanh hay là có những người làm để người ta chăm sóc, chứ không phải là bỏ mà kiểu như cái sự dã man, tức là bỏ vợ ở đó, bỏ con ở đó mà không ai lo, không ai chăm, không ai sóc, phải như vậy. Mà dĩ nhiên lúc đó đã được một cái sự tốt đẹp rồi, chúng ta phải hiểu như vậy, chứ đừng có nghĩ là cái như vậy thì nó mới được, như vậy thì bỏ chợ bỏ con vậy thì nó tàn nhẫn, nó không có đủ cái làm nhân con người, nó cũng là kỳ. Nhưng khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì là một tình huống nó khác. Còn tình huống này thì hay như mình đã được đầy đủ, đã được có người lo, có người chăm sóc, có người cận kề rồi, cái chuyện nó dư mà, cái nó không là khó. Mà cái đó mà chúng ta buông bỏ được, chúng ta ra đi được đó, thì cái đó mới là một cái bậc chân nhân, một cái hiền trí, một cái người có cái đại nguyện làm những cái việc hết sức là lớn lao, mới có sự từ bỏ được. Dạ. Cho nên khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải thấy có một cái quá trình mà tất cả chúng ta biết là chúng ta bây giờ chúng ta chưa bỏ cái nào thì chúng ta tập bỏ, tức là bỏ cái gì, bỏ cái tự ái, bỏ cái mặc cảm, bỏ cái tự ái, bỏ cái chấp hữu, bỏ cái chấp ngã. Dạ. Nói một chuyện đơn giản thôi, chúng ta bỏ bớt đi những cái chuyện tiền bạc, tiền của, tài sản của chính mình. Bởi vì kiếp con người của chúng ta thường thường bị một cái chuyện, tức là hay keo kiệt và bỏng sẻn, keo kiệt bỏng sẻn và ganh tị, hay ganh tị và bỏng sẻn, đó chính là nó đeo đuổi theo chúng ta. Có nhiều người
tiện tặng không dám ăn xài cho mình. Cho mình còn không có, đừng nói chi cho người. Vì vậy cho nên để tiền của tài sản như vậy rồi, chết ra đi bỏ lại tất cả. Thế giới là vô thường, thế giới là khổ não, thế giới là vô ngã, ra đi bỏ tất cả. Muốn việc điều mà nâng mấy tức hơi hơi vừa dứt, rồi việc đời cũng chấm dứt. Nào của cải, của cải vợ con tiền bạc nhắm mắt rồi là nắm tay không à. Thì khiếp lắm quý vị, nói ra nghe thì nó đau buồn vô cùng. Thì ở đây chúng ta làm sao mà biết buông bỏ một chút xíu. Sự thật ra cái chuyện tiền của chúng ta, nó có cái duyên với chúng ta, nó có cái phước với chúng ta thì chúng ta được. Và tại sao chúng ta nghèo khổ? Bởi vì chúng ta quá keo kiệt đời trước. Chúng ta không biết bố thí, chúng ta không biết cúng dường, chúng ta không biết làm các công đức. Cho đời này chúng ta nghèo khổ vô cùng. Mà chúng ta có nhiều cái điều kiện về vật chất, là chúng ta tiền thân, chúng ta cũng đã làm những cái việc lành, việc tốt, cho đến ngày hôm nay được sản sinh như vậy. Nếu mà người biết được cái điều lành, điều tốt, thì làm các cái việc lành, việc tốt, thì nay được vui, đời sau được vui, cả hai đời vui. Vui thế mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Và cũng vậy, ở trong cuộc đời này, thường duyên được rồi, những cái chuyện gì được ổn định, được tốt đẹp thì nó rất là dễ. Còn nếu như chúng ta đã sắp xếp được ổn rồi thì chúng ta cố gắng. Có một số thiện nam ấy, chúng tôi thấy họ cũng có niềm tin, họ cũng có cái tâm muốn tu. Cho nó thôi, bây giờ thì cũng xong xuôi rồi, con cái nó cũng ổn định rồi, thôi đi tu đi. Nó vô còn cái giờ phút cuối nữa thì nó nói, dạ con muốn lắm sư, nhưng mà phải như thế này, nhưng mà phải như thế kia, mà thế là không có đi được. Họ nói mình tu phải là mình đi vô, mình tìm cái ăn, tìm cái mặt, mà mình tu đó cũng là mình biết quý trọng Phật pháp, mình biết quý trọng cái sinh mạng này. Mà quý vị biết cái sợi dây tình của trẻ, sợi dây tình của tình già, tình trẻ. Bây giờ tự nhiên cái mình bỏ, mình đi coi như là bỏ lại vợ mình như vậy thì nó không được. Đã có thề nguyện với nhau rồi, vân vân. Thì những cái điều đó nói tức là trăm muôn ngàn chuyện, thế là họ không có thể dứt bỏ được. Cái đây cũng là một việc mà cái duyên của mọi người thế. Có một số người ta có thể dứt bỏ ra đi được, có một số người người ta không thể dứt bỏ được. Thì cái đó cũng chính là cái duyên. Cho nên á, là có vẻ như cái sợi dây của vô hình của tham ái, nó là một sợi dây chúng ta không thấy, nó cột chúng ta, như là nó trói chúng ta vào cả luân hồi này, cả ba thời này, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đi nhớ nha, quá khứ đã trói chúng ta, hiện tại đang trói chúng ta, và tương lai nó cũng sẽ trói chúng ta. Nếu chúng ta càng tham ái nhiều, càng bám phiếu nhiều, càng chấp hữu chấp ngã nhiều, thì chúng ta càng đau khổ nhiều, ở hiện tại cũng như ở tương lai. Chúng tôi xin có đôi điều xin trình bày qua cái câu Pháp Cú số 3, 4, 5 là như vậy. Nếu có điều chia sẻ thật kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan nghĩ cho kính dấp trước thời gian thức nơi đây, trước khi dựng lời kính dân và phước lành đến đất trời, để thích tới đại thiên vương. Các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, chứ là các vị chư thần chư thiên, chư vị chân linh kỹ linh, chúng sinh ở đặt tại ở Quảng Nghiêm cũng như ở tại nhà quý vị, mong tất cả được quan nghĩ, được an lạc, và mong cho tất cả được an lành, được tốt đẹp trong ánh từ vô lượng của Đức Phật. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ, sa tu lành thầy. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân chân tòa Tế Quyền đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng duyên sự ý nghĩa bài kinh Pháp Cú số 345 đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tây Quyền cũng như là đại đức Pháp Huệ Trí trong đích của đại đức Pháp Tín đã giảng giải từ vựng kinh Pháp Cú số 345. Kính tri ân hai vị. Và cái lời đại chúng một lần nữa, con xin được thành kính cung trình đại đức Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho rùm sau khi nghe pháp. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh.
Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nu phave na sada sati phavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nu phave na sada sati phavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nu phave na sada sati phavantu te. Tất cả phố hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú lần thay và chúng con xin được thành kính chân Đại Đức Nguyên Hạnh một lần nữa đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho Đại Đức Tăng để chúc phúc cho Rung. Bác Thân xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm để hồi hướng phước báu mà chúng ta đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là tụng kinh, lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới và tiếng kệ kinh và tiếng pháp. Ya thế và đa san ti vi ha ra